Dự đoán bóng đá World Cup 2022 trận Croatia gặp Bỉ với Thần Rùa. Thần Rùa đã đưa ra dự đoán bóng đá bảng F World Cup 2022 trận Croatia gặp Bỉ lúc 22 giờ ngày 1 tháng 12. Và lúc 22 giờ ngày 1 tháng 12, hai đại diện đến từ châu Âu sẽ đối đầu với nhau trong khuôn khổ bảng F lượt đấu cuối cùng tại FIFA World Cup 2022. Trong khi phong độ của Croatia ở 5 trận gần nhất là vô cùng ấn tượng, thì Bỉ lại không được như thế. Croatia sau màn khởi đầu khá thất vọng khi bị Maroc cầm hòa đã có màn trở lại ấn tượng khi đánh bại Canada với tỷ số 4-1. Trận thắng quan trọng này giúp thầy trò Dalic có được ngôi đầu bảng F khi cùng có 4 điểm nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng thua và chỉ cần một trận hòa ở lượt đấu cuối trước đội Bỉ, Croatia sẽ chính thức có vé đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Bỉ thắng chật vật đối thủ yếu hơn là Canada và để thua trước Maroc. Trận thua này khiến đội bóng bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong bảng F và đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Nếu đánh bại Croatia trong loạt trận cuối, Bỉ sẽ giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận Maroc. Liệu đại diện đến từ châu Âu có gây ra được bất ngờ? Vào lúc 22 giờ ngày 1 tháng 12, đội tuyển Croatia sẽ gặp đội tuyển Bỉ. Và những nhà tiên tri động vật như mèo Cas, thần rùa, chim vẹt đại bàng Romeo đã đưa ra nhiều dự đoán thú vị tại World Cup 2022. Trước trận đấu Croatia gặp Bỉ, nhà tiên tri động vật là Thần Rùa, chủ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Croatia. Thần Rùa Super Tuto Prediction đang là ngôi sao mạng xã hội với nhiều dự đoán tỷ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, Cúp C1 hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Bảng F World Cup 2022 gồm Croatia, Maroc, Bỉ, Canada. Theo thông tin bên lề, nhiều người dự đoán tỷ số Croatia gặp Bỉ sẽ là 2-0 nghiêng về Croatia. Croatia không thua trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Croatia ghi 2 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Bỉ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Bỉ ghi dưới 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong 4 trận gần nhất giữa Croatia và Bỉ, có 1 trận nhiều hơn 2 bàn thắng.